Thưa quý vị, hầu hết những cái bạn trẻ bây giờ thì trong những cái lúc rảnh rỗi thường chọn du lịch là một trong những cái loại hình mà xả stress lý tưởng nhất của mình. Và một cái câu hỏi đặt ra là khi mà ở trong cái thời đại công nghệ 4.0, những cái bạn trẻ này đi du lịch thì ít, biết đến cái nơi mà mình sắp sửa đi thì ít, mà khi mà đến đó thì chỉ chăm chăm chụp hình sống ảo là nhiều. Thậm chí là có một người bạn của Khánh Phương, khi bạn đi Bali thì Khánh Phương hỏi là Bali có cái gì đẹp không? Tại vì Khánh Phương cũng rất là thích Bali, nhưng mà bạn bảo là bạn chả đi đâu cả ngoài việc là ở khách sạn và chụp hình sống ảo mà thôi. Thực ra là Vậy nghe thì Khánh đáng Phương tiếc nói quá nha. em thấy một phần em trong đấy. Bởi vì có một thực tế mình cũng chia sẻ thật là bản thân là một người rất thích chụp ảnh. Và bây giờ thì quả thật là khi mà đến một địa điểm mới, cảnh đẹp là một mình chụp cảnh. Thứ hai nữa là bây giờ có quá nhiều phần mềm sống ảo chỉnh ảnh khiến mình cảm thấy là mình đẹp hơn và mình muốn khoe với mọi người. Và thực tế cũng phải chia sẻ thật lòng là mỗi đi khi đi du lịch thì mình cũng phải dành khoảng 1/3 thời gian có khi là Cũng để không chụp phải là ít ảnh đấy. và up ảnh. Nhưng cũng như Khánh Phương nói đúng là mặc dù là chúng ta đi du lịch thì ai cũng muốn chụp ảnh, nhưng chúng ta vẫn phải biết được cái mục đích của mình đi du lịch là gì để chúng ta tận hưởng thời gian, để có thể refresh lại bản thân này, và đặc biệt là có thêm cái thời gian bên những người thân yêu của mình, đúng không ạ? Vân Anh nghĩ chắc là 1/3 thời gian cũng là nhiều rồi, nhưng mà nhiều người có thể lên tới thậm chí là 70-80%. Nói thì chúng ta nói là như vậy, và đôi khi giống như Vân Anh hay là giống như chúng ta có những cái nhận thức rằng là mình phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình để mà mình tận hưởng những cái phút giây trong cái quá trình mà mình đi du lịch, thay vì là mình cứ ngồi mình cắm mặt vào điện thoại. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng không thể nào mà chúng Phán ta phép. thoát khỏi được chúng ta thoát khỏi được cái cạm bẫy, cái sự dụ dỗ của những cái chiếc điện thoại smartphone. Thật sự là như vậy, bởi vì nó quá là tiện lợi, nó quá là tiện dụng, và bây giờ mạng thì nó phủ sóng khắp mọi nơi. Như hồi ha, mình đi du lịch thì mình phải biết cho mấy nhỏ bạn ở nhà nó biết là mình đi nha, mình tới chỗ này là sang chảnh lắm nè, là phải chụp ảnh lên để cho bà con nhảy vô like nè, lớp nè, rồi bắt đầu là đẹp quá, rồi bắt đầu khi mà mình thấy mình giống như kiểu mình ở trên mây vậy đó, xong mình cứ lăn 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 mà quên mất được rằng là bây giờ mình tới đây là mình phải tận hưởng cái gì, mình phải cảm nhận được cái không khí ở đây như thế nào, con người ở đây như thế nào, cái nét văn hóa. Hầu như bây giờ nha, mọi người đi du lịch, mọi người tới ngắm cảnh và chụp ảnh là nhiều, mọi người không có nghiên cứu rằng cái nét văn hóa của cái nơi mình đến là cái gì cả. Theo theo em thấy á, thì nếu như mà chúng ta có thời gian để đi tìm hiểu những cái nét văn hóa, những cái mà đặc sắc địa phương mà cái nơi mà chúng ta đến á, thì cũng rất là tốt. Còn nếu như mà chúng ta không thích những điều đó thì chụp hình sống ảo cũng chẳng có gì đáng phê phán cả. Quan trọng nhất là cái mục đích của chúng ta là như thế nào. Có những bạn chỉ bỏ tiền ra đi du lịch để đổi về những cái tấm ảnh sang chảnh trên Facebook, và cái mục đích của các bạn chỉ là như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta là người ở ngoài cũng không nên mà phán xét và quy chụp cái định nghĩa đi du lịch của mình vào những cái bạn ấy. Vân Anh nghĩ rằng là mỗi người khi đi du lịch thì chúng ta đều có những cái mục đích tối thượng khác nhau. Thực ra thì Vân Anh nghĩ rằng là mỗi chuyến du lịch làm thế nào để chúng ta cảm thấy vui nhất, chúng ta hạnh phúc nhất và chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn nhất thời gian đấy. Bởi vì cũng quả thật, nói thật là Vân Anh thấy rất là nhiều người, người ta vui nhất khi có những bức ảnh đẹp và khi up lên những trang mạng xã hội được mọi người like, comment, và mỗi lần thấy rằng là cái ảnh này của mình cái lượt like và tương tác rất là Nên nhiều nhiều. thì họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đôi khi chỉ cần cái điều đó thôi là họ đã cảm thấy là chuyến du lịch của mình rất là ý nghĩa rồi. Còn ví dụ như nếu bảo họ là phải đi trải nghiệm nhưng mà không có bức ảnh nào thì họ sẽ cảm thấy là dường như mình chưa đi du lịch vậy. Nên là thực ra là nó sẽ dựa trên quan điểm của mỗi người để chúng ta có những cái hoạt động khi đi du lịch khác nhau. Tuy nhiên, với quan điểm cá nhân của Vân Anh thì em chỉ nghĩ rằng là các bạn không nên quá mạo hiểm để có những bức ảnh check-in trên Facebook, bởi vì chúng ta đã thấy rất nhiều trường hợp đưa tin là đã có những người thiệt mạng khi mà cố gắng chụp ảnh tự sướng, ví dụ như là chụp trên đường ray đường tàu này, hay là có những người đứng ở độ cao rất là chênh vênh và dễ dàng có thể bị ngã xuống. Và rất là nhiều lần đã có những clip quay lại hình ảnh một số bạn trẻ khi đến những nơi mà có vực sâu hay là thác treo và cố sống chụp ảnh sống ảo thì rất là nguy hiểm, và tất cả mọi người đều để lại những cái bình luận là nếu chỉ để có một cái bức ảnh đẹp mà phải mạo hiểm cả tính mạng như mình như vậy thì rõ ràng là không đáng. Có một cái con số như thế này là mỗi ngày Facebook người ta tiếp nhận 2 tỷ bức ảnh được đăng tải mỗi ngày nha. Thì để cho thấy rằng là với cái con số so với hơn cả 9 tỷ dân của thế giới thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người yêu thích chụp ảnh. Và tất nhiên thì ai muốn đi đến những cái vùng đất mới vào những ngày hè rồi lại đi đúng mùa du lịch thì dạo quanh một vòng Facebook thì chúng ta sẽ thấy ngay lập tức cả 100.000 bức ảnh check-in của những người thân quen của mình ở những cái địa điểm khác nhau, và có thể thấy rằng là tất cả đều giống như một cái thói quen vậy đó.
khi mà chúng ta cứ tới một nơi mới là lại chụp một bức ảnh để giải khuây, và cũng chẳng biết là điều này có giúp cho cái tâm trạng hay chuyến hành trình của mình có thú vị hơn không. Đối với Hoài Anh thì Hoài Anh chỉ nghĩ như thế này nè, bản thân mình cũng rất thích chụp ảnh, thích khoe lắm, thích khoe ảnh lắm, mà đúng là smartphone nè, quay phim được nè, chụp ảnh được nè, phần mềm sống ảo nè. Phần mềm sống ảo là sao? Ở ngoài nhìn người ta không nhận ra, nhưng mà lên lên trên ảnh thì trời ơi, nó lung linh quá trời đất luôn. Ồ, nó đẹp gì đâu mà da nó láng o, nó láng mịn vậy đó, hồng hào vậy đó, đâu có biết là công nghệ. Nó là công nghệ. Còn ở ngoài thì mình cũng tự thấy là mình cũng đẹp thật, chứ cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nó không thể nào bằng cái phần mềm chỉnh sửa. Bây giờ người ta nói một câu là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết sống ảo mà thôi. Còn một câu nữa là phần mềm chỉnh ảnh đã nợ tất cả đàn ông trên thế giới một lời xin lỗi chân thành. Bởi vì phụ nữ qua tất cả các app mà ở trên những cái ứng dụng thì đều trở nên xinh đẹp hơn. Có thể là mặc được thon gọn, tay chân được thon gọn, và nó gọt từ trên đầu xuống dưới chân một cách hoàn hảo và xinh đẹp nhất luôn. Đấy, cho nên là thấy suốt ngày cô Khánh Phương, cô ấy cứ bảo là chị à, chị phải dùng cái phần mềm này này, dùng phần mềm này này. Thế nên cô ấy cập nhật nhiều quá mà đến nỗi mà chị chạy theo không kịp luôn, hiểu không? Cho nên hồi giờ là mình chỉ biết đúng một cái là 360 độ, xong mình nghỉ chơi cái 360 độ. Thực ra là 360 độ với lại B6, 12. B6, 12, cho nên chị mới nói là chị xưa, chị biết là chị xưa. Nhưng mà chị thấy là chị đẹp lắm rồi. Và thịnh hành nhất là gì không? Là YouLine và Wutacam. Utacam á, thôi các chị ơi, mình nói nhỏ để chị nhớ, để chị các chị tổ chức sản xuất ơi này. Vâng, bây giờ MC bây giờ ai cũng tranh nhau, bởi vì thực tế là chúng tôi là một trong những nô lệ của những cái phần mềm sống ảo đấy. Có thể là khi mà lên Facebook thì thực ra là ai cũng muốn mình đẹp hơn, đúng không ạ? Và rõ ràng những cái phần mềm sống ảo là không thể thiếu với chị em phụ nữ bây giờ. Và có một thực tế là khi mà chúng ta đã quen việc nhìn mình đẹp rồi, chúng ta không sống thật nổi. Có những cái lần mà mình đã cố gắng sử dụng camera thường thì thôi, xong đấy thì cũng phải chỉnh lại một ít, đúng không ạ? Thay vì ngày xưa chúng ta rất là kỳ công phải lên máy tính bật Photoshop để chỉnh sửa, thì bây giờ chỉ cần vài một thao tác quá đơn giản thôi, chúng ta thấy mình đẹp hơn. Và một thực tế là phụ nữ thấy mình đẹp hơn thì sẽ hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Bởi vậy là chúng tôi không hề phê phán cái chuyện là chúng ta chụp hình sống ảo hay là check in. Chỉ có điều là chúng ta hãy luôn luôn biết được cái mục đích của chúng ta đi du lịch là gì. Và dù là có check in hay sống ảo như thế nào thì cũng phải nghĩ tới sự an toàn tính mạng của bản thân và những người xung quanh. Tránh vì chỉ có một vài bức ảnh thôi mà chúng ta có thể sẵn sàng đứng ở những cái độ cao rất là chênh vênh, hay là đứng ở những nơi như là đường dây tàu mà không để ý cái các phương tiện qua lại chẳng hạn, thì sẽ gây ra rất là nhiều trường hợp đáng tiếc. Rất là chia sẻ quan điểm với là MC Vân Anh. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta chụp hình sống ảo mỗi khi đi du lịch thì Khánh Phương cảm thấy lý tưởng nhất vẫn là chúng ta nên cân đối cái thời gian để dành thời gian đó tìm hiểu những cái mà món ăn, những cái nét đặc sắc về văn hóa tại cái địa điểm mà chúng ta đến, thì nó sẽ giúp ích cho cái chuyến du lịch của chúng ta, đồng thời là chúng ta sẽ cảm thấy là cái chuyến du lịch này thực sự có ích cho bản thân của mình. Và có một cái xu thế như thế này, tức là nhiều bạn trẻ mà kể cả những cái người Hoài Anh biết nha, tức là họ thích chụp ảnh và cái chuyến đi du lịch, dù là họ chỉ cần biết là đi đến một cái nơi nào đó, thì cái việc đầu tiên là họ sẽ tất bật họ chuẩn bị váy áo. Ví dụ như 5 ngày thì họ sẽ tìm những cái nơi mà trong 5 ngày đó họ sẽ đi đến điểm nào, không phải là những cái điểm văn hóa du lịch hay là cái này nọ đâu, mà là những cái điểm mà nó phải là nổi bật để mà chụp ảnh đẹp. Thì họ sẽ đến đó và họ sẽ chuẩn bị cả 5 cả 10 bộ váy áo để chính đến đó chỉ để chụp ảnh, và sau đó đi về là bắt đầu là sẽ dần dần cái ảnh ức đó dần. Sẽ sử dụng ức dần trong cả một khoảng thời gian dài mấy tháng luôn nha. Xong để giống như để cho thiên hạ người ta xem, người ta trầm trồ, người ta thèm thuồng là mình sao mà mình đi du lịch hoài vậy, sướng dễ sợ luôn. Gọi là chụp một lần nhưng mà ắp đủ cho cả năm đấy, đúng không ạ? Đặc biệt là đến những nơi có quá nhiều chỗ đẹp để chụp, ví dụ như Đà Lạt chẳng hạn, là mọi người có thể là đi mỗi mét vuông là chúng ta có thể chụp một tấm hình và ắp. Và có một điều nữa là em thấy là việc chụp hình sống ảo nó bị tốn kém quá, bởi vì em có một thói quen cũng hơi xấu, đó là ví dụ như trang phục này mình đã check in, mình đã chụp rồi, là lần sau đến lại nơi đấy thì mình sẽ không mặc lại đồ đấy. Hay là đi đám cưới mình mua bộ trang phục nào mặc rồi, mình check in rồi, là lần sau đi đám cưới nhất định phải mua bộ khác. Bởi vậy là những người có thói quen sống ảo thì em thấy không chỉ em đâu, nhiều người tốn kém với chuyện mua quần áo để mặc đồ lắm ạ. Vâng, thế bây giờ chị mới biết đấy, chứ chị cứ nghĩ rằng là Trịnh Vân Anh của chị là một cái người mà cũng tương đối là đơn giản đấy em ạ. Thưa quý vị, cũng chính vì lý do đó mà mới đây thì một nghiên cứu của Tổng cục Du lịch Singapore đã chỉ ra rằng hai trong số những yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng kỳ nghỉ chính là chụp ảnh và sử dụng quá nhiều mạng xã hội. Hay nói theo một cách khác thì thay vì hòa mình vào những trải nghiệm thực tế, nhiều người đang dành quá nhiều thời gian
công sức để có một bức ảnh đẹp chỉ để câu like trên các trang mạng xã hội. Thậm chí là nhiều người mải mê chụp ảnh đến mức không thể nhớ nổi khung cảnh thực sự ở ngoài đời của nó là như thế nào khi chuyến đi kết thúc. Chưa kể thì việc chụp ảnh sống ảo quá nhiều cũng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, gây khó chịu và làm giảm chất lượng chuyến đi. Chẳng ai mong muốn cả chuyến đi lại phải cứ làm chân thợ ảnh mãi hay phải chờ đợi một ai đó chụp xong ảnh của mình. Mới đây thì một trường hợp tương tự, chỉ vì tranh cãi chỗ để chụp ảnh ở Hồ Vô Cực Đà Lạt thì hai người phụ nữ đã xảy ra xô xát, khiến cho dư luận không khỏi ngao ngán vì cái thói quen sống ảo đến bất chấp của những người này. Và đoạn clip ghi lại màn xô xát giữa hai người phụ nữ xảy ra tại Hồ Vô Cực, một địa điểm tham quan mới tại thành phố Đà Lạt. Vì là một địa điểm mới nên có khá nhiều du khách tìm tới đây để chụp ảnh check-in. Đây cũng là nguồn cơn khiến vụ ẩu đả xảy ra. Cụ thể là trong khi người phụ nữ áo đỏ đang đứng xếp hàng để chụp ảnh, thì người phụ nữ áo đen bỗng nhiên tiến tới và đứng ở kế bên. Vì vướng vào khung hình nên người này đã lịch sự nhắc nhở. Song bất chấp sự góp ý, người phụ nữ áo đen vẫn liên tiếp chụp hình, khiến cả hai bên xảy ra xô xát, xô đẩy nhau ra giữa hồ. Thậm chí bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, người phụ nữ áo đen tỏ ra hung hãn, chửi mắng. Và hiện tại thì đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền một cách chóng mặt và hầu hết thì đều lên án hành vi chen lấn, xô đẩy và thiếu ý thức vì hung hăng đến như thế. Vâng ạ, chúng ta đang cùng theo dõi một đoạn clip diễn ra tại Hồ Vô Cực ở tại Đà Lạt, một địa điểm rất đẹp để chúng ta có những bức hình. Và chính vì đẹp như vậy nên là tất cả mọi người đổ xô đến đây, và rõ ràng là những cái nơi đẹp nhất để chụp thì sẽ có rất là nhiều người muốn đến, và chính vì vậy cũng đã xảy ra xô xát như hình ảnh mà quý vị đang theo dõi ạ. Khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh như thế này á, tự nhiên chúng ta không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng mà bản thân Hoài Anh chỉ nghĩ như thế này thôi. Những cái hình ảnh đẹp này nó sẽ chẳng còn giá trị gì nếu như chúng ta mất đi cái nhân cách đẹp của mình. Chính xác. Và suy cho cùng thì những cái việc mà chụp ảnh sống ảo hay là livestream trên mạng xã hội nó không xấu đâu. Xấu là ở chỗ chúng ta sử dụng chúng không đúng chỗ, không đúng địa điểm. Và nếu như mà cái việc chụp ảnh sống ảo của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến những người khác, giống như trong đoạn clip vừa rồi, cái hành động mà ẩu đả của hai người phụ nữ này vô tình đã làm đi mất đi cái sự thú vị của những cái người xung quanh, tại vì họ cũng mong chờ có được một cái bức ảnh rất là đẹp từ cái địa điểm Hồ Vô Cực này, đúng không ạ? Nhưng mà chính vì cái sự mà thiếu bình tĩnh cũng như là mất kiểm soát của hai người phụ nữ này đã làm ảnh hưởng đi rất là nhiều những người xung quanh. Vâng, và cũng với câu chuyện mà chụp hình sống ảo thì chúng ta thấy rằng là như Khánh Phương và chị Hoài Anh có nói là nó không còn đẹp nữa nếu như chúng ta xuất phát từ những hành động không đẹp. Đã có rất là nhiều câu chuyện, ví dụ như là thời điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hay những dịp lễ Tết thì mọi người đổ xô về những nơi có hình ảnh đẹp, ví dụ như là cánh đồng hoa hướng dương hoặc là rất là nhiều những cánh đồng hoa khác ở cả khắp các thành phố. Thì sau khi mà mọi người đến đây chụp ảnh thì đó không còn là một cánh đồng hoa đẹp nữa, tất cả bị dẫm nát và mọi người thậm chí là còn xả rác ra những địa điểm đấy. Thì rõ ràng là chỉ vì một vài bức ảnh thì cuối cùng chúng ta để lại một hiện trường, một nơi đang rất đẹp biến thành một nơi đầy rác và không còn đẹp nữa. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải xem lại ý thức của mình khi mà đến với những địa điểm du lịch, đúng không ạ? Vâng ạ, bây giờ để mà nói, bây giờ mọi người giống như là mọi người đang chuộng những cái hình thức bên ngoài quá nhiều, và mọi người cái chữ sống ảo đó là nó xuất phát từ cái việc là mọi người khi mà ở trên mạng, mọi người được nhấn những cái nút, được nhận những cái nút like nhiều á, mọi người cảm thấy rằng cái giá trị con người mình nó tăng lên. Họ vui vẻ với cái điều đó, giống như là Vân Anh đã chia sẻ rằng đôi khi phụ nữ chỉ cần được khen, nghe khen thôi là hạnh phúc rồi. Khánh Phương cũng vậy, cứ nghe người ta chê là bắt đầu mặt là bắt đầu là dài xuống như thế này, đọc tin hoặc là chia sẻ tin là bắt đầu vấp tới vấp lui, mà chỉ cần khen cổ một câu ôi Phương ơi hôm nay xinh lắm nha là bắt đầu là nói vo và nói ro ro luôn, cái kiểu nó là như vậy đó. Thì mình nói là mình trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày của mình là đã là như vậy rồi thì đừng nói gì những cái lời khen mà người ta dành cho nhau vô thưởng vô phạt ở trên mạng. Nhưng mà nhiều người họ lại tin rằng đó là sự thật, và họ cứ cố làm sao để họ càng ngày càng đẹp hơn trong mắt của người khác. Mà cái mắt này cũng là cái mắt ảo thôi hà, mà cũng được chụp ảnh cũng là ảnh ảo luôn, đúng không ạ? Và em biết là có rất là nhiều là câu chuyện đó đã từng giận dỗi nhau hoặc là gây ra xích mích liên quan việc chụp ảnh. Ví dụ là em biết có những cặp đôi mà vợ rất thích chụp ảnh nhưng chồng thì thực sự là chỉ thích trải nghiệm thôi, mà hai người đi du lịch với nhau thì tự sướng mãi là cũng chán, không lấy được hết quang cảnh và không thấy đẹp thì sẽ nhờ chồng chụp hộ, nhưng mà chồng thì không biết chụp ảnh cũng không biết là chọn góc đẹp của vợ.
và sau tôi đó thấy giống như cổ đang kể chuyện của mình vậy cả. Và sau đó thì vợ nhìn hoài mà không thấy tấm hình ưng ý thì bắt đầu phụng cãi nhau. Còn chồng thì cảm thấy là nóng như thế này mà tôi đã phải đứng ra giữa ngoài trời tôi chụp ảnh cho cô, nhưng mà cuối cùng là cô lại không vui mà còn dỗi tôi. Cuối cùng là chuyến du lịch đấy về là không có ảnh đẹp và cuối cùng là mọi người lại còn giận dỗi nhau. Thế sau đấy thì em sẽ xử lý như thế nào với chồng em? Sau đấy em training chồng em cách chụp ảnh. Thế rồi chồng em bây giờ đã khá hơn chưa? Trộm vía là sau là mấy lần là giận dỗi là bây giờ là thôi cũng ý thức là ngậm bồ hòn làm ngọt, chụp bao giờ là vợ có một kiểu để up Facebook mới thôi ạ. Thưa quý vị, anh chồng ấy. Vâng, về cái thì cũng chọn được một cái. Thực ra thì là nói vui vậy thôi, nhưng mà em đã từng xem bộ phim mà đến giờ thì em vẫn còn rất là nhớ cái điều đó. Đó là có một nhiếp ảnh gia đã chờ đợi rất lâu ngày này qua ngày khác để đến với một cái khoảnh khắc rất đẹp của thiên nhiên. Và lúc đấy thì sẽ có một đàn chim bay qua và chờ đợi cái khoảnh khắc đó để chụp được bức ảnh gọi là bức ảnh của cuộc đời mình. Nhưng mà đúng đến thời điểm khi mà ông chờ đợi rất lâu đó thì lại bỏ máy ảnh xuống. Và người trợ lý có hỏi là tại sao lại không chụp? Thì cuối cùng người đó chỉ quay sang mỉm cười. Có lẽ hình ảnh đẹp nhất đang thu vào chiếc máy ảnh này, đó chính là đôi mắt của mình. Nếu lúc đó thì tôi dùng máy ảnh thì có lẽ tôi không thể cảm nhận được hết toàn bộ vẻ đẹp ấy, bởi vì không có chiếc máy ảnh nào, lăng kính nào có thể đẹp hơn, đó chính là thấu kính qua đôi mắt của mình. Và lúc đó thì chúng ta cảm nhận được rất nhiều, không chỉ đó là hình ảnh đâu, mà đó chính là tất cả các giác quan của chúng ta sẽ được thức dậy và hình ảnh đó sẽ thấm vào bên trong. Và có lẽ những gì mà chúng ta muốn lưu lại nhiều nhất đó chính là những kỷ niệm, những vẻ đẹp, đúng không ạ? Bức ảnh nó giữ lại chúng ta khoảnh khắc, nhưng những cái cảm xúc thì phải chính tâm hồn của mỗi người cảm nhận được. Vâng, thưa quý vị, cũng bởi chính vì những lý do giống như là chị Vân Anh vừa chia sẻ, thì việc lựa chọn chuyến đi du lịch để trải nghiệm hay là khám phá thế giới để việc chụp ảnh và chia sẻ với bạn là tùy ở bản thân của mỗi người. Bởi lẽ thì mỗi cá nhân có một cách thức để tận hưởng khác nhau về cái cuộc sống của mình. Và điều quan trọng nhất là bạn hãy có những quan điểm du lịch của riêng mình. Đừng vì những bài review hay album ảnh được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội mà vội vàng xách ba lô lên, không cần tìm hiểu kỹ và đi để rồi trở về trong thất vọng. Và cũng đừng vì những comment hay là những lượt like của thế giới ảo mà đánh mất đi chuyến đi vô cùng thú vị của mình.